Dạ đây à, đường này đây, xem giúp em. Đó giờ là nhà cung cấp đóng cùng một kích cỡ, không có kích cỡ nào khác hết nha. Nhà shop thường là nhập là 6 sản phẩm nè, 2, 4, 6 6 cái sản phẩm vô một thùng này. Đó, cái thùng này ha, đây gạch này là gạch 4 nè. Mình vô cho anh thấy là khoảng tầm 42cm thôi. Đây, bỏ cái thước vô nè. Đó, khoảng 42cm nha. Cao 20 mấy cm nè. Đó, thì mắc gì mà một đơn 20.000 rồi một đơn lại 40 là sao. Đây cũng 22 luôn, đây lên trên cũng 22 luôn nè. Đó, còn lại dưới đây thùng nó cũng xíu rồi. Đây coi giùm em nha.